Cảm ơn các bạn đến với kênh YouTube của Top Share. Giới giải trí Hoa ngữ liên tục sản xuất ra nhiều bộ phim để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Show rating, thứ hạng lượt xem online cũng là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt để khẳng định chất lượng của tác phẩm. Dưới đây là top 5 những bộ phim chiếu mạng sở hữu lượt xem khủng nhất nửa đầu năm 2020 do trang Sina công bố. Bộ phim thứ nhất, Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, đạt 8,2 tỷ lượt xem. Đứng đầu danh sách lượt xem cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2020 là bộ phim Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đường Thất Công Tử. Bộ phim được khởi quay năm 2018, nối tiếp sự thành công của drama Tam sinh tam thế thập lý đào hoa vào năm 2017. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu không được thiên mệnh cho phép giữa Bạch Phượng Cửu do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai và Đông Hoa Đế Quân do Cao Vĩ Quang thủ vai. Một người là vị tôn thần được người người kính trọng, còn một người là hồ ly đỏ chín đuôi duy nhất của Bát Hoang Lục Hợp. Chuyện tình ngược tâm trải qua 2.000 năm của hai diễn viên chính đã làm khán giả rất xúc động. Sau khi kết thúc, bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả, dù quá trình phát sóng gặp nhiều khó khăn. Tam sinh tam thế chẩm thượng thư tuy đã kết thúc nhưng nhiều khán giả vẫn muốn nhà sản xuất quay thêm phần ngoại truyện về cuộc sống hạnh phúc của hai nhân vật chính. Bộ phim thứ hai, Khánh Dư Niên, đạt 3,31 tỷ lượt xem. Bộ phim Trung Quốc này được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Miêu Nị. Khánh Dư Niên kể về chàng thiếu niên Phạm Nhàn do Trương Nhược Quân thủ vai, với thân thế mang nhiều bí ẩn. Phạm Nhàn lớn lên ở Đạn Châu, quyết tâm lên kinh thành để giải mã bí mật về thân thế của mình. Tại đây, chàng thiếu niên này phải trải qua hàng loạt những khảo nghiệm khắc nghiệt của lòng người để cuối cùng trở thành một huyền thoại trong nhân gian. Sau khi chính thức lên sóng vào cuối tháng 11 năm ngoái, Khánh Dư Niên đã ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, thậm chí còn liên tục lọt vào top danh sách từ khóa xuất hiện nhiều nhất trên Hot Search và nhận được điểm đánh giá rất cao từ phía người xem. Phim đang xen giữa hành động và tâm lý, kịch bản chắc tay, dàn diễn viên đều có thực lực, nên dù phim chuyển thể nhưng khán giả lại không muốn tua bất kỳ phần đoạn nào. Bộ phim thứ 3, Cẩm Y Chi Hạ, đạt 2,72 tỷ lượt xem. Sau 2 năm chờ đợi, cuối cùng khán giả cũng thỏa lòng mãn nguyện khi nhà sản xuất quyết định cho Cẩm Y Chi Hạ ra mắt vào cuối tháng 12 năm ngoái. Bộ phim ngôn tình này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lam Sắc Sư Phân. Nội dung phim xoay quanh hành trình phá án của Cẩm Y Vệ Lục Dịch do Nhậm Gia Luân thủ vai và bộ khoái của Lục Phiến Môn Viên Kim Hạ do Đàm Tùng Vận thủ vai. Hai người hai tính cách trái ngược nhau nhưng bất đắc dĩ lại cùng nhau liên thủ. Từ đó nảy sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Mỗi một vụ án xảy ra đều có liên quan tới bí mật lớn ở phía sau. Khán giả đi theo các nhân vật để chơi trò xếp hình, tìm ra bức tranh hoàn chỉnh cuối cùng đầy hồi hộp gây cấn. Tuy kỹ xảo trong phim bị chê cười vì quá ba xu, nhưng bù lại, diễn xuất của các diễn viên đều xuất sắc cùng với kịch bản hấp dẫn, nên khán giả vẫn cho rằng đây là một tác phẩm đáng xem. Bộ phim thứ tư, Ma Thổi Đèn Mê Động Long Lĩnh, đạt 2,3 tỷ lượt xem. Bộ phim thứ tư góp mặt trong danh sách những tác phẩm sở hữu lượt xem khủng nhất nửa đầu năm 2020 chính là Ma Thổi Đèn Mê Động Long Lĩnh với 2,3 tỷ lượt xem, dù mới lên sóng vào tháng 4 vừa qua. Bộ phim được cải biên từ phần thứ hai trong bộ tiểu thuyết Ma Thổi Đèn nổi tiếng của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Nội dung kể về ba nhân vật Hồ Bát Nhất do Phan Việt Minh thủ vai, Vương Béo do Khương Siêu thủ vai và Sơ Lê Dương do Trương Vũ Kỳ thủ vai. Tiếp tục hành trình tiếp theo khám phá một ngôi mộ cổ bỏ hoang từ thời Đường ở huyện Cổ Lang, tỉnh Thiểm Tây, sau khi nghe người dân truyền sự tích về chiếc giày thêu hoa. Bộ phim thứ 5, Tương Giả, đạt 2,18 tỷ lượt xem. Tương Giả là một trong những web drama chất lượng nhất năm 2018, dù dàn diễn viên có nhiều gương mặt mới toanh.
Nối tiếp thành công đó, nhà sản xuất tiếp tục quay phần 2 vào đầu năm 2019 và cho phát sóng vào năm 2020. Tương Giả 2 kể tiếp câu chuyện về Ninh Khuyết do Phương Hạc Đệ thủ vai và Tang Tang do Tống Y Nhân thủ vai, hành trình chống lại Bỉnh Dạ giải cứu nhân gian. Một trong những điều đáng chú ý ở phần 2 là sự thay đổi diễn viên chính. Trần Phi Vũ thủ vai Ninh Khuyết ở phần 1 đã từ chối đóng phần 2 vì nhiều lý do, thay vào đó là Vương Hạc Đệ sẽ đảm nhận vai diễn này. Sau khi phát sóng, Tương Giả 2 nhận được rất nhiều lời khen từ hậu kỳ kỹ xảo của phim cho tới diễn xuất mạnh mẽ của Vương Hạc Đệ sau khi thoát khỏi cái bóng Ninh Khuyết của Trần Phi Vũ. Vừa rồi là top 5 phim Trung Quốc được xem nhiều nhất nửa đầu năm 2020 mà TopShare muốn giới thiệu với các bạn. Chúc các bạn có những phút giây xem phim đầy thư giãn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hãy đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hấp dẫn khác. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.